Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình đi làm về sớm. Rồi mình tiến hành cắt cỏ. Thì tại Melbourne mình mưa 2 tuần lễ này, bữa nay nó nắng lại cái cỏ lên quá trời. Nhìn xấu quá. Thì hôm nay mình cắt cỏ lại cho đẹp. Thì cắt cỏ này thì nhà mình tự cắt nha các bạn. Còn nếu mà nhà nào mà có điều kiện mà không muốn cắt cỏ thì các bạn cứ gọi dịch vụ lại, người ta cắt cỏ cho các bạn. Thì cứ theo định kỳ, thí dụ 2 tuần một lần, hoặc là 3 tuần, hoặc là 1 tháng, tùy bạn muốn người ta cắt cỏ định kỳ cho bạn như sao. Thì bạn cứ kêu người ta lại cắt, rồi cứ đúng lúc thì ta lại người ta cắt thôi. Còn mình tự cắt thì mình phải mua máy. Đây, cái máy này như cái máy cắt tóc vậy á. Thì nó có số 1, số 2, số 3, số 4 gì đó. Thì có nghĩa là số 1 là cỏ cao nhiêu. Ví dụ cỏ cao, cỏ mình muốn cỏ cao, cỏ thấp bao nhiêu thì mình cứ tăng số lên. Cái máy này của mình nó cũng cũ dữ lắm, mười mấy năm rồi nha bạn. Thì máy giờ là máy mình mua lúc đó là mình giật. Còn máy là mới giờ là chỉ cần đề như xe, đề cái là máy nổ. Rồi, cái máy đó là để cắt cỏ. Cả máy này thì để mình đi quất về nha các bạn. Quất mấy cái cỏ cho nó gọn gàng lại, với ở trong kẹt đồ mình đẩy máy không vô thì mình phải xài cái máy quất này. Đó, thì đơn giản là nhà mình thì cần hai cái máy như vậy là đủ cắt cỏ rồi. Thì thôi, đó, thì đại khái là như vậy. Thì bây giờ mời các bạn coi mình cắt cỏ như thế nào nha. Rồi, đang bút nó bị hết dây cỏ nữa nè, bị hư rồi, hết dây rồi, thì mình tha nha. Thì đó mình dây này, dây quất bằng dây mũ nè. Đó, gắn rồi mình quay nha mấy bạn, quay cho nó đều lên ha. Đó, mình quay vậy nè. Thì khi bạn bỏ vô thì chắc sợi dây cũng khoảng kéo cắt một sợi dây khoảng một ít nhất khoảng 2 thước tới 3 thước nha. Mình gấp đôi lại thì sợi dây khoảng còn 1.5 thước cho tới 2 thước. Rồi, mình gắn vô, bỏ vô đây. Đó, cộng dài cộng ngắn rồi. Đó, rồi xong nha. Rồi, cái này mình tự đập được. Rồi, tiếp tục đi cắt cỏ nha. Thank you.
Rồi đó, cho các bạn coi nha, mới cắt ăn trước xong lai đầu ngay, lai ngay đường ngay kẻ rồi sạch sẽ đó. Đẹp không, đẹp không? Đó lại đó, đường rảnh rồi sạch sẽ rồi bằng luôn ha. Bên này rồi, ngay này ranh giới nhà mình nha, cho nên là mình cắt nửa bên thôi, còn nửa bên của người ta mình không có cắt nha mấy bạn. Đó rồi, mặt ngoài mặt tiền là vậy là đẹp rồi đó, sạch sẽ liền ha. Giờ bắt đầu vô trong nha mấy bạn, cắt ở ngoài xong rồi bây giờ mình chuẩn bị cắt ở trong nha. Ở ngoài đó là ở ngoài sân, còn ở bây giờ mình chuẩn bị mình cắt ở trong sân của mình. Đó, sân của mình nè, các bạn thấy không? Cây quá trời. Đó. Cây này để mấy cây phôi để làm bonsai cho các bạn, để làm video cho các bạn đó. Đó, thì bây giờ mình chuẩn bị mình cắt cái ghìa ở trong. Đó. Nè, cho các bạn coi nè, cỏ cao thì ớn không? Đó. Đó. Rồi, giờ mình chuẩn bị mình cắt nha. Đó, cho mấy bạn coi. Đẹp không? Ở bên nhà bên kia người ta cũng cắt rồi kìa. Đẹp không? Đó. Mùa hè là phải xiên cắt cỏ, nhìn chạy xe vô là thấy thoải mái liền, đẹp liền. Rồi. Rồi, sẵn đây nói cho các bạn biết luôn nha. Cỏ thì mình có thùng rác của cái cỏ nha. Đó, thấy cái nắp màu xanh không? Đó, thì mình mở cái này ra. Rồi mình đổ cỏ vô trong này. À, cái thùng màu xanh này á là cái thùng, cái thùng rác để mình đổ cỏ, cây cỏ rồi đồ ăn dư rồi đó, tôm cá rồi đó, nói chung là mấy cái đồ mà phân hủy được á, cỏ cây rồi nha, thì mình bỏ vô đó. Rồi ở Melbourne, ở nói trên ở Úc mình thì có tới 3 cái thùng rác, một thùng vàng, một thùng đỏ, một thùng xanh. Thùng vàng là mình để đổ, để mấy cái đồ mà tái chế được, là cái thùng màu vàng á. Còn cái thùng đỏ là để mấy cái rác mà hàng ngày mình xài. Còn cái thùng cỏ này là mình để cỏ cây, rồi mình cắt cây, rồi mình tỉa cây, rồi thì mình bỏ vô đây để người ta làm phân bón nha. Rồi bây giờ mình tiếp tục, mình để máy rồi mình quay tiếp cho các bạn mình cắt ở trong đây nha. Rồi xong rồi nha các bạn, mình quay tổng quát lại cho các bạn coi nha. À, ăn trước sân mình nè, quá đẹp, nhà bên kia cũng cắt luôn rồi đó. Rồi trong này sạch sẽ. À, đó, sạch sẽ nha. Đó, cho mấy bạn coi, sẵn khoe cây ăn trái luôn.
Mấy cây này mấy cây ở Việt Nam mình kêu mặn Hà Nội đó. Đó. Cây cherry của mình nè. Mà hết trái rồi. Để chừng nào vài bữa nữa nghỉ mình đi farm cherry, mình hái cherry mình quay cho các bạn coi nha. Đó. Đây, cây thanh long của mình. Chưa có trái. Chuẩn bị có. Chừng nào có bông ra quay cho mấy bạn coi. Mấy bữa nay trời quá. Rồi, xong rồi đó nha. Rồi, cho các bạn coi cây này. Thấy không? Trời ơi. Biết cây gì không? Cây sung Úc. Trái quá trời trái luôn, có trái chín luôn rồi kìa. Nè. Ôi, trái này chín màu đỏ nha. Đó, mà nó chưa chín hết. Cái đó là của Italy. Đó. Có chi có chim ăn luôn nè. À. À, quá trời trái luôn các bạn, thấy trái quá trời trái luôn. Chùm 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 luôn. Nè. Thấy trái là ghiền luôn ha. Mà chưa chín nha. Nè. Chưa chín, nó đổi màu đỏ mà phải bự lên chút xíu nè. Chín là hái cho các bạn ăn. Bẻ thử một trái cho các bạn ơi. Đây nè. Trái này mềm mà nè. Mà không biết ăn được không này. Đây, ở trong ruột màu đỏ nè. Còn ngon quá. Rồi, video mình kết thúc tại đây nha. Đó. Sung trái quá trời sung. Đó. Rồi. Vậy nha mấy bạn, hẹn mấy bạn ở clip sau nha. Đó. Phong lá đỏ. Mùa hè tới. Bông giấy nở tùm lum hết. Rồi, tổng chào mình kết thúc clip tại đây nha.